Tôi luôn cố gắng thử thách bản thân từng ngày, dù chỉ là tốt hơn 1% so với ngày hôm qua. Có thể có khó khăn, có thể có đau đớn, nhưng tôi biết đó là lúc mà tôi đang phát triển. Từ Việt Nam đến Olympic Paris 2024, tôi tận hưởng từng khoảnh khắc được vận động, vì đó là lúc tinh thần các lịch mạnh mẽ chảy trong tôi. Trở thành một các lịch giúp tôi theo đuổi lối sống khỏe toàn diện, kết nối với mọi người để tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh và tích cực. Từ một các lịch làm nên một cộng đồng các lịch. Tiếp lửa cho sức mạnh bền vững.